lớn chiều tường là con vua thứ hai đời vua Lê Thái Tổ quản cai chiều tường. Thank you.
lịch sử chép đi đời Lê Thái Tổ ý Đức Nguyễn Kim Ba Phò Chúa An Dân sinh quan hoàng triều trực ngô thần người đã hay kinh sử lại nhuận khi việt binh thư gặp đi gánh quán đi thắc mắc
đầy, bóng lộc cho lắm thì đây càng nhiều, cho thành đồng giải nhất gian nhiều. Ý thành ra hồi hồi mê phải vui
thiết thai để tặng cho phải phủ thiết thai hạnh phúc hạnh vũ làm dây gió nắng sớm mưa chiều thật thơ nắng sớm mưa chiều tiếng chim khắc khoải như khê tứ phủ tuy tông cầm sai sâu ba đê tứ tuy tông chiếu dung công chúa ngự độc để cứu dân đê an thai xã danh nhớ quý hương đi an thai xã danh đi quán sâu ba đê tứ bà đức danh nhớ giọt ra ai lên tới xuân lâm chỗ thổ ngắp cảnh rừng nghề thác đổ xuôi dèo tích cũ lê chiều dở trang nghi tích cũ lê chiều suối lân sông hoa sầu đẹp thủy kiều diễn hương la về ngã chi tư bắc giang đi về ngã chi tư lục quốc hiện thành đi có bốn chữ vàng nghề vu phong bê bê đi kia đàn thí lạc sơn đi bê bê đi lầy bê châu lục nghề khói nhà ngạt ngào mây đẹp châu ở trên đỉnh non đi cao tường vào một sớm hôm mai
ai. Khi hội đang thao lược thì bóng mây trời tối đen ầm ầm, dòng tố nổi lên đi. Dòng dòng đi tung nổi lên nay nay lục về tung công công chú trầu về tiên đến giáng giật mình lên trên đi bình núi hoa thật thật đi bỏ đúng đúng hai sao trước trước đi sân sân làm bằng bằng vượt con sông kỳ kỳ đi lên lên đi tới đồng đồng đặng đặng vượt sông ma kỳ lên đi tới đồng đồng đặng đặng con đi thuyền xuôi gió buồn căng căng vững tới bạn là tìm ra mơ thấy mình và mối sông bà hiển linh linh về chốn non đồng ý.
thể bóng tiên nhìn nàng nguyện đời ta. Có khi hội họp dăm ba cô thù màn hiện ra người xả bán hàng chơi sơn đi lâm rừng văn đuôi đồi ý. Trên sơn lâm lâm minh rừng rừng vắng vắng núi đồi chi tư hoa lạc nghe là lời quê nhà vốn tiên nữ hằng ngã ra thế gọi phạm trần ai dễ biết đi đâu ý tình à. Chuyện nam việt hoa phép màu lập lập mơ liệt ai qua tí một người
cạnh hàng châu bà tự nhiên kéo về. Nóng lòng gió đi thu nhà nợ, nước nghĩ cùng chữ vương nghĩ cất nghĩ bước nghĩ đứng lên phất phất cờ vung kiếm châu mở đường.
sang chiếc đất nước ta, tội gây trời đất không tha. Quốc phu hiếp nhiều cùng, quốc phu hiếp nhiều cùng bao nhà nát tan tật tình. Vào một buổi sáng mùa xuân năm mấy, năm nhâm dần ngày 17 tháng ba. Châu bà truyền ra khắp mi vùng quân quân đô đến ló ầm ầm kéo tới tuốt cướp đao phong với mi cờ bay bốn đi bể khép chặt chặt đi vòng vòng ở vây vây. Trời đất đi, tôi đi kiếm muốn cướp nó diệt hại từ vầng quyết bổ
thật liều hãi. Thành ra hồi ai lên chín suối bao xa, rừng đông để bắc nghi châu tỉnh vào ra sớm chiều. Châu đang về trời khi xưa, châu cửu đã về trời. Bỗng dưng xuất hiện núi đồi Thanh Hoa. Hồi cùng chỉ là ai lên đi bên đông đỏ, chỉ lắm nghi số mười lưỡi thiệt cứu dân đi tiền chiều. Gặp vật hiểm nghèo nước non đi, gặp vật hiểm nghèo số mười đông đỏ sớm chiều sông pha. Kiều tình bao sai cũng tình mời, kiều tình bao sai dương đông biển bắc ơi, trông chỉ vào ra sớm mi chiều. Đến đông đỏ chi lắm nghi châu mười lưỡi kiệt đi cứu dân đi tiền chiều. Vừa vật hiệp nghèo nước non nơ xa hồi cùng mơ. Ngọc diệp danh danh nhẹ châu bé kim chi ơi, ngọc diệp danh danh nhẹ châu bé bắc lệ hách danh nhẹ phàm trần. Thank you.
reo rắt đi ở bên em mình nhờ suối reo. Con đường uốn khúc đi qua đèo dọc núi lối hiểm nghèo, đất nê soi đá ấm một vùng sơn thủy thầm răng. Công in đồng đồng bắc bắc lệ trường trường đi kia kia đi cùng cùng lang lang sơn trăm mi tiếng quả đem về mi rừng mẫu hai rau vi củ đậu mà mắm tươi cơm làm rau sắc củ bài. Về đây tao dần 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 hài hoa đôi núi bao
Kiềng bạc tung sầu, y hình hình hình.